Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải miền Đông tiếp tục trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện. Và tôi nghĩ rằng đây là một câu chuyện hay, đầy ý nghĩa để cô chú anh chị lắng nghe, thưởng thức và cũng như thư giãn, giải trí sau những ngày làm việc mệt nhọc. Và bây giờ tôi kính mong quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi lắng nghe chi tiết về câu chuyện này. Sau khi nghe mẹ chồng cũ tiết lộ một bí mật không thể tin nổi, tôi vừa khóc vừa cởi ngay váy cưới, vứt lại rồi lao một mạch ra ngoài chặn một chiếc xe taxi, nhanh chóng đi khỏi nơi tiệc cưới. Tôi ly hôn cách đây 2 năm do chồng ngoại tình. Dũng, chồng tôi, sau khi bị vợ phát hiện chuyện bội bạc thì chẳng thèm ném đơn ly hôn, muốn cho người tình tranh phận. Tất nhiên, tôi không thèm níu kéo dù trong lòng rất đau khổ và nỗi tiếc cuộc hôn nhân mà mình dày công vun đắp. Ly hôn xong, tôi xách đồ về nhà mẹ đẻ, mang theo con gái nhỏ. Dũng không hề chu cấp xu nào trong suốt 2 năm qua. Chúng tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc, trở thành những người dưng đúng nghĩa. Sau ly hôn nửa năm, bố mẹ đã sốt sắng chuyện tái hôn của con gái và liên tục tìm đối tượng giới thiệu cho tôi. Tôi thì chỉ muốn ở vậy nuôi con trưởng thành mà thôi. Nhưng bố mẹ không nghĩ như thế. Ông bà bảo tôi còn trẻ, không kiếm người để dựa dẫm thì sau này chẳng biết trông cậy vào ai. Những đối tượng bố mẹ tìm cho tôi đều có tuổi và giàu có. Tôi biết ông bà có tính toán của mình. Họ muốn lợi dụng sắc đẹp và tuổi trẻ của tôi để thách cưới mấy lão già kia một món tiền lớn. Em trai tôi ít nữa sẽ lấy vợ, ông bà muốn dồn tiền xây nhà đón con dâu về. Ấm ức và bất mãn với bố mẹ, tôi đưa con gái ra ngoài thuê nhà ở. Nhưng như vậy cũng chẳng được yên bình. Bố mẹ tôi tuyên bố nếu không làm theo lời ông bà thì họ sẽ từ mặt tôi. Cuối cùng, dưới sự ép của họ, tôi đành chấp nhận kết hôn với một người đàn ông hơn mình 15 tuổi. Thôi, thì coi như đây là tôi trả nốt ân tình cho bố mẹ. Còn sau này, nếu tôi không sống được với ông ta thì đó cũng là chuyện của tôi, bố mẹ không thể can thiệp nữa. Đám cưới diễn ra khá rỉnh rang. Con gái tôi theo yêu cầu của người đàn ông kia thì không được mang về nhà chồng. Tôi phản đối kịch liệt nhưng bố mẹ tôi lại đồng ý, hứa sẽ chăm sóc tốt cho cháu ngoại, bảo tôi cứ yên tâm mà làm vợ người ta. Đến nước đó thì tôi thực sự thất vọng vô cùng về bố mẹ của mình. Trong đám cưới, khi nhà trai đến rước dâu, tôi vừa đặt chân lên xe hoa thì chiếc điện thoại cầm trên tay bỗng rung lên bần bật. Nhìn hàng số hiện lên màn hình mà tôi không khỏi ngạc nhiên, tại sao là bố mẹ chồng cũ gọi cho tôi? Con ơi, con đừng đi lấy chồng mà tội cho con trai mẹ. Mẹ biết hôm nay là ngày cưới của con nên cố tình gọi đến vậy, vì mẹ thương đứa con trai ngốc nghếch của mẹ quá. Sau khi nghe mẹ chồng cũ tiết lộ bí mật không thể tin nổi, tôi vừa khóc vừa cười ngay váy cưới vứt lại rồi lao một mạch ra ngoài chặn một chiếc xe taxi, nhanh chóng đi khỏi tiệc cưới. Trời mùa đông nên dưới chiếc váy cưới tôi có mặc một chiếc váy không tay khác. Ngồi trên xe taxi đi đến nhà chồng cũ mà tôi vẫn khóc như mưa. Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được, khi xưa Dũng ngoại tình hoàn toàn là một màn kịch. Anh đi khám bệnh và phát hiện mình bị suy thận giai đoạn 3. Chẳng còn sống được bao lâu nữa, vợ chồng tôi chẳng có tiền tiết kiệm. Điều kiện kinh tế khó khăn, hai bên gia đình cũng không có của ăn của để. Căn bệnh của anh không nghi ngờ gì sẽ là một gánh nặng lớn đối với vợ con và bố mẹ. Sau đó, anh quyết định giấu nhẹm bệnh tật,
tìm cách ly hôn và khiến tôi chết tâm về chồng. Mẹ Dũng vừa khóc vừa nói rằng đến chính bà cũng không hề biết bệnh tình của con trai. Anh vừa đi làm, vừa lén lút thuốc men chạy chữa, tự mình lo liệu mọi chuyện. Gần đây, khi sức khỏe không cầm cự được nữa, thì anh mới buộc lòng nói với mẹ. Mẹ chồng cũ biết tôi kết hôn, muốn báo cho tôi biết về bệnh tình của Dũng, nhưng anh cứ mãi ngăn cản. Cho đến hôm nay là ngày cưới của tôi, bà nhất quyết làm trái ý của con trai, gọi điện cho tôi biết. Giây phút nghe được sự thật đó, tôi không còn ý nghĩ nào khác ngoài quyết tâm phải đến bên Dũng ngay lập tức. Để rồi lúc nhìn thấy anh nằm xanh xao gầy gò trên giường bệnh, tôi chỉ biết ôm chặt anh khóc lặng không thành tiếng. Tôi sẽ ở lại bên anh, không rời xa cho đến khi anh không còn nữa. Và chắc chắn sau này tôi cũng không tái hôn. Dù có bị gia đình ép buộc hay gây áp lực lớn đến thế nào, khoản tiền thách cưới kia của bố mẹ tôi có thể trả lại cho người ta. Em trai tôi muốn xây nhà thì tự mình đi kiếm tiền. Tôi sẽ cố gắng dạy con gái nên người, không phụ tấm lòng của Dũng. Vâng, thưa quý vị, các bạn, câu chuyện mà người phụ nữ, người vợ đã chia sẻ lại đầy cảm xúc. Bao năm sống với chồng và chồng bị bệnh ung thư giai đoạn 3 và anh ta giấu luôn. Anh ta không muốn cho mẹ và vợ con biết về căn bệnh của mình. Và anh ta bày trò ra để làm cho vợ phải chán, vì anh ta nói anh ta là ngoại tình. Như thế để vợ ly hôn, để giải thoát cho vợ con. Bẵng đi 2 năm ly hôn, vợ đi tái hôn, thì ngày lên xe hoa, mẹ chồng mới điện về báo cho là con dâu cũ biết là câu chuyện của Dũng như thế. Và cô ta đã buông ngay đám cưới, tại vì cô ta vẫn còn yêu chồng rất là nhiều. Trước đây thì hận chồng, tưởng chồng là bội bạc, nhưng khi biết được sự thật thì cô ta đã quay lại với chồng và sẽ chăm sóc chồng cho đến cuối đời. Một câu chuyện rất là cảm động, quý vị và các bạn ạ. Và tôi cũng mong rằng cô chú anh chị trong và ngoài nước lắng nghe, chia sẻ, bình luận về câu chuyện này. Tôi rất chân thành cảm ơn. Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.